Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta nhìn thấy những cảnh bất công, ví dụ như bạo lực gia đình chẳng hạn, và chúng ta cho những người trong cuộc những lời khuyên là hãy mau mau thoát khỏi. Nhưng chúng ta lại ngạc nhiên thấy rằng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, họ vẫn tiếp tục cam chịu. Và cái việc thực hiện những lời khuyên ấy thực sự có dễ dàng như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự trong chương trình Chuyện đương thời của chúng tôi. Nhóm phóng viên của Chuyện đương thời đến thăm ngôi nhà bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, nơi tạm lánh của những phụ nữ bị bạo hành. Người phụ nữ này sinh năm 1986, lấy chồng khi cô 23 tuổi, chồng dần hơn cô 2 tuổi. Trong mắt gia đình cô, anh là người tốt bụng để phó thác cuộc đời. Lúc đầu anh ấy rất hiền lành, rất chịu khó, rất ngoan, ai cũng yêu thương quý anh ấy. Lúc đầu em cũng nói rằng là anh ra nhà em, anh biết đấy, hoàn cảnh nhà em chỉ có hai mẹ con thôi. Nếu yêu thương mẹ con em thật sự thì anh ấy ra đây ở với em. Thế là anh ấy ra nhà em ở rể chị ạ. Thế nhưng giờ dần lại phải đi lánh tại ngôi nhà bình yên từ một tháng trước. Lấy nhau 5 năm, 5 năm ấy là những ngày tháng sống chung với đòn roi. Trận đòn đầu tiên dần bị đánh khi mang thai con gái được 3 tháng. Chuỗi đòn roi kéo dài đến khi dần có thêm một bé gái, nay đã được 5 tháng tuổi. Vì đường xa từ nhà em về nhà chồng gần 400 cây đi xe ô tô, cộng với em đang thai nghén về em rất say và say xe và mệt, thì em xin phép được lên phòng nghỉ. Đến lúc sau, chồng em có pha cho em một cốc nước đường, đường nóng và để cho em đỡ mệt. Khi chồng em vừa cầm lên đến thì em thấy mẹ chồng phát sơi sơi ra. Từ bé, em ấy chưa mang cho tao lấy được một cốc nước, một cái gì ấy. Bây giờ chiều vợ, rồi chửi em là ẵng ạ. Thế nọ thế kia, thế em cũng ngại, thế em mới ngồi dậy. Chẳng biết lý do chồng với mẹ chồng nói gì, tự nhiên tối anh cứ xông vào, anh lý do anh đánh em. Đấy là lần đầu tiên ở tại nhà chồng. Bà mẹ chồng em bảo là mày ở rể nhưng mà đừng để nó lấn đầu lấn cổ. Cứ bố mẹ chồng gọi tao điện ra kiếm cớ là cũng phải đánh em. Đánh không lý do, không được phép nói. Mà thích thì anh đã đánh. Lúc đầu thì đấm rồi sau rồi đá rồi tát, rồi nếu không thì có những lần nặng hơn thì lấy cái vật mũi đánh vào đầu. Em giấu, giữ kín vì sợ mang tiếng lắm. Cuộc đời của em nó... khổ quá, bây giờ em không biết là thế nào. Vì không những vì mình chọn làm say, lựa chọn say làm mà kéo theo hai đứa con, bây giờ khổ cộng với cả mẹ nữa, tương lai nó còn xa lắm. Em sợ với cái sức khỏe, với cái những người bị như em thế này thì liệu em có hoàn toàn được với hai con em không. Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện đương thời phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, và hôm nay chương trình của chúng ta đang nói về bạo lực gia đình. Hai vị khách mời của chúng ta trong trường quay, chị Nguyễn Thị Diệu Hồng, chị là chuyên viên về bình đẳng giới của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Và các quý vị các bạn đã nhận ra đại sứ thiện chí của UNICEF, nghệ sĩ Xuân Bắc. Chúng ta vừa xem một câu chuyện mà chúng tôi vừa ghi hình trước thời điểm ngày hôm nay một hôm. Một câu chuyện rất là nóng hổi. Anh Xuân Bắc và chị Hồng có quan sát thấy những cái câu chuyện này nó phổ biến trong cuộc sống không? Nó rất phổ biến. Cái người đàn ông mà đánh người mà tôi biết, người mà tôi cũng rất là thương yêu, có thai đứa đầu tiên 6 tháng tuổi, đi nhờ xe của một đồng nghiệp thì về nhà đã hoạch ngay rằng tại sao lại đi theo cái thằng đấy, tại sao để cái thằng đấy đèo và đánh luôn. Và chỉ một lần như vậy, người phụ nữ đó không kể ra, và dần dần cái cuộc đời của người phụ nữ đó được tiếp tục bằng những trận đòn. Và cái lần mà khốc liệt nhất có lẽ là lần dùng của búa bổ củi để đập. Nhưng một loại bạo lực nữa mà rất là quan trọng đó là bạo lực tình dục. Và tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta không nói ra và mọi người không nhận thức được thì nó sẽ diễn ra một cách trầm trọng. Một cái ví dụ mà tôi có thể chia sẻ ở đây đó là một cái đồng nghiệp cũ của tôi đã từng nói rằng mỗi lần đi làm về, chị bị chồng đòi vạch quần lót ra để kiểm tra. Nếu quần mà bị ướt thì chứng tỏ là cô có vấn đề, bị kích dục của một thằng đàn ông nào đấy là tôi phải đánh. Những cái điều đấy thì người phụ nữ họ rất khó có thể chia sẻ với cả đồng nghiệp, với cả người thân. Bởi vì ở Việt Nam và đặc biệt trong văn hóa của chúng ta ấy, là gì? Tình dục là những vấn đề mà rất khó nói, những vấn đề của gia đình chứ không phải vấn đề để chia sẻ. Và đặc biệt người phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng là phải có trách nhiệm
và có nghĩa vụ đáp ứng mọi cái nhu cầu tình dục của chồng một cách không có điều kiện. Giống như chị Hồng vừa kể đấy, lại còn có những anh chồng đấy nó không phải là người bình thường, dường như nó mang tính nó bị bệnh hoạn rồi. Mà những cái bệnh đấy là phải hoạn nó mới hết. Tức là nghe xong mà nó cứ bị bực trong người chị ạ. Tức là làm gì ông chồng lấy vợ về cơ mà, vợ mà phải là người chia sẻ, phải là người người gắn bó với mình. Đây là vấn đề rất là lớn, dạ. Rất lớn, nó đang vẫn đang diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh thôi, dạ. Đó là cái câu hỏi tôi đặt ra ở đầu chương trình là, dạ, tại sao những người bị bạo hành, bạo lực, dạ, người ta lại không dám nói ra, người ta lại im lặng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn sẽ gặp gỡ với chính người phụ nữ trẻ mà chúng ta đã được gặp gỡ trong phóng sự đầu tiên của chương trình. Câu chuyện của chị vẫn đang tiếp diễn, chị vẫn chưa tìm ra lối thoát và chị đang là một người tạm trú trong ngôi nhà bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Xin chào bạn, và đầu tiên rất là cảm ơn bạn vì sự dũng cảm đã tới và chia sẻ câu chuyện của chính bạn. Câu hỏi chúng tôi đặt ra và mọi người cũng đang đau đáu trong cái chương trình này, đó là lần đầu tiên bạn bị chịu một cái trận đòn ấy, thì khi ấy bạn đã làm như thế nào, bạn có chia sẻ, có kể với ai không? Đầu tiên là trong gia đình mà, thì em sẽ tìm đến là ở gia đình chồng, thì em sẽ tìm đến là bố mẹ chồng, anh em nhà chồng, và cùng nhờ người ta là đưa ra một cái phương pháp tại sao, lý do tại sao anh ấy đánh. Như vậy là phản ứng đầu tiên của một nạn nhân như bạn đã là không phải là hoàn toàn là im lặng, đúng không ạ? Bạn đã lên tiếng, bạn đã đặt câu hỏi là tại sao, và bạn có hỏi chính cái người đã sử dụng vũ lực với bạn không, là tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Mỗi lần anh ấy đánh em như vậy thì em cũng có hỏi là lý do là tại làm sao anh đánh, và nếu trong một trường hợp anh phân tích xem đó là em sai chỗ nào. Khi bị đánh thì em không hiểu, tại vì chồng em không hợp tác với em về vấn đề phân tích, chưa đưa được một vấn đề gì bàn bạc trong vợ chồng cả. Và đến lúc nào thì em thấy là thôi chán quá, chẳng muốn nói nữa? Đã có những lúc em khuyên sau đấy một vài lần mà thấy anh ấy không nghe nữa thì em cũng chán. Gia đình em thì muốn rằng là nghĩ rằng sẽ khuyên bảo dùng là lạt mềm buộc chặt. Hơn nữa anh ấy lại ở rể, một cái nữa là gia đình em ấy lại nghĩ là nếu như nhà mình đến làm gì thì anh ấy lại, hoặc là gia đình nhà anh ấy lại và nói rằng là anh ấy ra ở rể bị một mình như thế thì gia đình nhà vợ chèn ép. Rồi, còn lý do gì khác để em, như em nói là em vẫn cứ tiếp tục chịu đòn như vậy không? Mẹ của em đã từng bị bố của em đánh đập quá khi cũng mang thai em, và đến em suy nghĩ là đến bây giờ mình lại đi theo cái vết xe của mẹ. Thì bây giờ lúc đó trong tâm trạng hai mẹ con em thì nói với nhau rằng đời mẹ em nghĩ rằng là bây giờ nói ra thì xấu chàng hổ ai. Như vậy là em đã kể ra 5 cái lý do đã là khiến cho em đã im lặng trong suốt bao nhiêu năm nhỉ? 5 năm rồi. Em nói đi. Là chính xác là 5 năm rồi. Nhớ lại toàn bộ 5 năm qua và với những cái sự vô lý như thế, chắc là em cũng đã có từng có lúc nghĩ rằng là mình phải thoát khỏi. Nhưng mà em lại có bị một cái điều gì đó giữ chân lại, thì cuối cùng là trong những cái gì mà em đã kể ra thì cái gì là cái đã là lý do ngăn em không thoát khỏi những cuộc sống như vậy và không phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó? Đó là cái điều tiếng dư luận rất là quan trọng chị ạ. Những người xung quanh em chẳng hạn, anh ấy đánh em thì em chưa khóc thì anh đã kêu trước. Mày tưởng tao sung sướng lắm à? Tao ức chế lắm, là một thằng đàn ông ở rể rất là, nghĩ là cảm giác là rất là nhục vì con mà tao phải chỉ chịu đựng. Thế đâm ra em rất là khó sống khi hàng xóm lại bảo hôm qua đánh nhau, chính thằng chồng nói được những như thế. Thì phải là người đàn ông người ta nói lên như thế chứng tỏ là gia đình nhà vợ chắc là chèn ép gì đó đối với anh này, nên là anh này mới xảy ra hành động như vậy ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của em, và thực sự em đã có rất là nhiều nỗ lực để có thể cải thiện tình hình. Em đã làm được một việc, đó là xuống được ngôi nhà bình yên để tạm lánh. Và câu chuyện của em sẽ còn phải được sự hỗ trợ rất là nhiều từ phía hội phụ nữ cũng như là từ phía gia đình và xã hội. Và bây giờ thì em sẽ cùng khán giả xem truyền hình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện và lắng nghe sự phân tích của những khách mời. Em đồng ý không? Cảm ơn em. Trong phần tiếp theo của chương trình Chuyện Đương Thời, cái dấu ấn mà có thể là đến lúc chết Hà cũng không có thể quên được. Thêm nữa những lời kể từ nạn nhân của bạo lực gia đình. Cô nói là cô ý với cả chồng Hà đang thân mật ở đâu đó. Những tiết lộ lần đầu tiên trên truyền hình về gia đình của nghệ sĩ Xuân Bắc. Ông muốn em cầm con dao đâm văng phát xuống nền nhà. Tất cả sẽ có trong một vài phút tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, và ngày hôm nay chúng ta đang tập trung vào chủ đề bạo lực gia đình. Theo dõi chương trình vừa rồi, chắc hai vị khách mời đã nhận thấy cũng rất là nhiều những cái điều gọi là phi lý mà cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Tôi cũng rất là giật mình khi là lúc trước thì vừa chụp ảnh với cả cháu với cả chị, vừa chụp ảnh ở đây lưu niệm, thì tôi không biết đây là nhân vật của chúng ta. Với một người như chị bị bạo lực trong suốt thời gian dài, bây là 5 năm, tôi nghĩ rằng chị đang có những quyết định đúng đắn. Có những người không phải 5 năm mà 10 năm, thậm chí 20 năm, đến lúc mà phải đi viện và trong cơn thập tử nhất sinh vẫn còn muốn giấu. Thì tôi cho rằng bây giờ chị đang có những cái quyết định rất là đúng đắn và cần phải phát huy. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là chị cũng có kêu rồi nhưng mà không được giải quyết. Chúng ta phải xác định rằng đây là một người phụ nữ có hiểu biết nhưng cũng đã vẫn phải chờ đợi đến tận 5 năm, đúng không ạ? Và điều này tại sao chúng ta phải nói rằng cái sự im lặng này nó bị chi phối bởi cái tư tưởng là gì? Là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ. Những người chồng có những tư tưởng như vậy thì họ sẵn sàng đánh mà không cần biết lý do. Nó còn một việc nữa, em xin lỗi, tức là đúng là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nhưng mà rất có thể là anh chồng anh có quan niệm khác, là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở nó chưa dạy mình. Chẳng hạn thế. cho nên là anh cũng phủ đầu. Và có rất nhiều lý do để anh ấy tin rằng cái điều anh làm là đúng. Có một thấy một nhận xét của anh Sơn Bắc rất là hay. Đó là vào đầu chương trình khi anh gặp gỡ, anh thấy có một người phụ nữ xinh tươi, vui vẻ. Dạ. Và anh không ngờ là đằng sau cô ấy là một nạn nhân, đúng không ạ? Vậy như vậy chúng ta nhìn bề ngoài của một con người, chúng ta không thể biết được đằng sau đó là những câu chuyện gì. Và để có thể mở rộng thêm những cái thông tin cho và những cái ví dụ thì chúng tôi cũng muốn được phỏng vấn một phụ nữ trẻ đang có mặt trên quay của chúng ta. Dạ. Xin chào bạn Hương Hà. Hương Hà đang là quản lý cấp trung của công ty mỹ phẩm và sắc đẹp Sophie. Rất là tình cờ trước khi vào trường quay thì Hương Hà cũng nói với tôi là Hương Hà cũng đã từng là một nạn nhân bị bạo hành. Anh có thể chia sẻ rõ hơn câu chuyện của mình được không? Cái dấu ấn mà có thể là đến lúc chết Hà cũng không có thể quên được, đó là khi Hà sinh cháu thứ 2 được 13 ngày. Hà biết là cái mối quan hệ bất chính của người chồng mình với cả một cô hàng xóm. Nhưng mà Hà cũng không thể ngờ được là cô ấy còn bỉ ổi đến mức độ là cô ấy gọi điện cho Hà và cô ấy nói là cô ấy với cả chồng Hà đang thân mật ở đâu đó, và cô ấy còn cho Hà nghe tất cả những cái âm thanh mà của hai người họ làm việc với nhau. Lúc đó thì thực sự ra là một người phụ nữ mới sinh cũng như là đã chịu những cái chất đòn rất là nặng nề. Trước đó ngay kể cả lúc mang thai, Hà có bị chồng xô ngã lại cũng như là có những cái trận đòn vô cớ để mà có thể kiếm cớ để đi ra ngoài đường với cả cô á. Thì lúc đó thì Hà bị băng huyết là do vì Hà bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng nề. Thực sự ra là bác sĩ chỉ cần nói với cả gia đình là bác sĩ sẽ thực sự cố gắng, còn không biết là có cứu chữa được hay không. Thực sự là lúc nằm ở trên cái bàn cấp cứu ấy, Hà chỉ có một cái suy nghĩ là bây giờ nếu mà Hà mất đi thì ai sẽ là người nuôi dạy hai con Hà lên người. Với một cái người chồng và một người bố như vậy thì Hà đã cố gắng để vượt qua được cái cơn thập tử nhất sinh đó. Sau lần bị hành hung đầu tiên, Hà không có một cái động thái gì đó, nó rất khoan ngay mà phải chờ đến tận lúc đẻ xong đến những hai đứa con, có nghĩa là cũng phải ít nhất phải 3 đến 4 năm trời. Và Hà đã chịu đựng. Thế thì cái lý do chính để ngăn cản cái sự lên tiếng hay là cái sự vùng lên là cái gì? Mặc dù Hà là một phụ nữ trẻ nhưng mà Hà cũng không vượt qua được cái suy nghĩ là xấu chàng thì hổ ai. Và Hà có một cái suy nghĩ nữa, đó là Hà không muốn làm cho mẹ Hà buồn thêm nữa. Thực sự ra là mẹ Hà đã chịu một cái cuộc sống là cam chịu để nuôi dạy hai anh em của Hà khôn lớn. Và Hà không muốn là nước mắt của mẹ rơi khi mẹ biết là con gái mình cũng đang bị hành hạ như vậy. Và bây giờ suy nghĩ lại thì Hà thấy rằng là cái lý do, cái điều mà đã ngăn cản Hà như thế nó có thực sự đúng hay không? Đến thời điểm này thì Hà thấy nó thực sự là sai. Nó thực sự là sai. Mình có tiếng nói, mình cũng là người có tư duy, mình cũng có cái quyền
dân chủ của mình, tại sao mình lại có thể chịu đựng như vậy? Nếu mà chúng ta cứ gò bó với cả cái quan niệm là xấu chàng thì hổ ai, thì không những là cái tệ nạn bạo hành nó chỉ sẽ dừng ở đây mà nó sẽ phát triển lên rất là nhiều. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn vấn đề này thì chúng tôi đã có đưa lên trên mạng Internet một cái câu hỏi điều tra. Câu hỏi của chúng tôi như sau: vì sao nạn nhân bạo hành không dám phá vỡ sự im lặng? 5 cái phương án trả lời. Phương án thứ nhất, vì họ sợ bị hành hung, bị sợ mất an toàn là 9,6%. Phương án 2 là vì mất thể diện, vì sợ mất thể diện 16,2%. Vì sợ bị mất tình cảm 6,4%. Đơn giản là bởi vì họ chưa biết và chưa thử lần nào 26%. Và câu trả lời cuối cùng là tất cả, vì tất cả các lý do trên, vì 4 lý do trên là 41,8%. Như vậy, phân tích lại 4 lý do trên thì cái điều mà tôi thấy ngạc nhiên nhất đó là cái lý do lớn nhất mà mọi người lại ngăn mọi người lại để không dám lên tiếng, đó chính là 26%, đó là bởi vì tôi chưa biết cách và tôi chưa thử bao giờ. Trong những cái phương án này chị đưa ra thì đúng là ai cũng sẽ chọn là phương án E. Phương án E là gì? Là phương án là tất cả lý do trên đều đúng. bởi lẽ là chúng ta sẽ không tách bạch được. Vâng. Không tách bạch được trong tất cả mọi thứ. Vừa rồi khi nghe cái chia sẻ của cái chị là nạn nhân kia ấy, thì tôi có nốt vào đây một cái mà tôi có lẽ là tôi cần phải nói và tôi cần phải chia sẻ với tất cả mọi người, đó là anh ấy đánh em hỏi vì sao anh đánh, thì tôi xin khẳng định là kể cả bạn sai anh ấy cũng không có quyền đánh. Đúng. Nói thế gọi là cho nó nét chuẩn luôn. Chứ không thể là em làm gì mà anh đánh em sai cái gì mà anh đánh em có sai anh cũng không được đánh. Chứ đừng có nói là em không sai. Tức là người phụ nữ phải biết cái quyền đấy của mình. Quyền đấy của mình không bị vi phạm về mặt thân thể. Dứt điểm là như vậy. Và chỉ cần cô ấy, anh ấy tức là giẫm vào chân cái là ôi giời ơi đau quá, thì có làm sao đâu. Để cho mọi người biết rằng là đang có những cái hành động như vậy thì ít ra đấy là một cái để như mình gọi là gì, để có một cái sự phản kháng, một sự chống đối cần thiết để cho đối phương cảm thấy trường mình ra. Đấy là việc thứ nhất. Một lý do khác nữa là dường như nạn nhân chỉ lo sống cho người khác, không lo sống cho mình. Chính xác. Giống như bạn là lo cho mẹ, mẹ buồn. Bản chất mẹ, của cả đời mẹ nào? Lo lắng cho hai chị em mình rồi, bây giờ không muốn mẹ buồn. Rồi nữa gì, sống không gì vì mình nữa mà. Mình cần phải sống cuộc sống này tốt đẹp lắm thì không nghĩ. Mà cứ nghĩ rằng mình mà chết thì ai nuôi con mình đây? Lại vì con. Hãy vì mình. Tôi đọc ở đâu đó có một câu là... Có cả là vì chồng nữa chứ. Ồ trời ơi, tại vì anh ấy ở rể, tại anh ấy có cái... Đấy đấy, lại còn vì chồng nữa. Đây này, tâm lý không muốn động vào rể. Rồi. Đấy. Thế rồi lại còn là cả vì hàng xóm. Vì hàng xóm, vì xung quanh. Chứ còn làm sao đâu, hàng xóm thì... Hàng xóm người ta cãi nhau to hơn nhưng người ta khôn, người ta còn đóng cửa ấy. Đấy là hai thứ. Còn cái nữa mà em cho rằng là cần phải bổ sung ở đây. Đó là gì? Họ hy vọng vào ngày mai tươi sáng. À đúng. Họ tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp. Anh ấy đánh điều đấy, điều đấy đúng mà. Điều đấy đúng, đúng. Nhưng mà có nhiều khi ấy, có nhiều khi mình phải có cơ sở để mình tin. Em vừa chia sẻ là khi bạn lựa chọn gia đình giống như vợ em lựa chọn em chẳng hạn. Và khi đó em đến nhà vợ thì em không bao giờ... Tôi yêu cô ấy, ông bà cho tôi cưới. Đấy gọi là không ai mang dùi đục đi hỏi vợ. Không ai nói thế cả. Mà đến lúc ủy mị nết na vô cùng, đứng nếp sau cánh cửa thẹn thùng, có phần quà Tết để gửi biếu bố mẹ vợ. Rồi ngoan ngoãn vô cùng. À, thế là thế này, Xuân Bắc thế đấy hả? Không, đây là em nói chuyện. Ngoài nữa là như này, nó còn một cái mà nó tác động nhiều tới nạn nhân. Đó là những cái định kiến xã hội. Nó trở thành ý thức hệ. Nó được sâu ở trong đầu một người. Ví dụ như thế này, một nhóm bạn dù là có học với nhau nói chuyện, em nói ví dụ chia sẻ, còn vợ tao nó láo quá, hôm qua nó cãi mẹ chồng, hôm qua nó cãi mẹ tao, bà già khóc cả đêm. Ngay lập tức có ông chồng mà mày tát cho nó phát, nó im ngay mà. Nhưng khi một người vợ chia sẻ với bạn gái hoặc chia sẻ với mẹ hay với cha của mình rằng là bố ơi chồng con hôm qua nó đi uống rượu say về nó tát con tím cái mặt đây này, ông chồng mà thôi nhịn nó, khuyên giải nó, lúc nào nó tỉnh táo thì bảo nó một câu à, như cô ban nãy bảo là chín điều lành chẳng hạn thế, chín cái gì nhỉ, là mình buộc chặt cô gái ban nãy cũng đấy đấy cứ kiểu được như lời khuyên như thế, tạo một cái tâm lý là gì, tâm lý là cứ hy vọng, tâm lý là cứ phải chịu mình nhịn. Là phụ nữ mình chịu nhịn đi, mình chịu nhịn đi một tí,
và mình phải xem lại mình xem mình đã đúng chưa. Đúng là cần phải xem lại mình, cũng phải xem là có đúng là cả gia đình họ rơi vào tình trạng bị bạo lực hay không, hay chỉ có vào mình. Tại vì là xem mình xong để làm gì thì phải quyết định. Tôi nghĩ quyết định là mình vẫn tiếp tục như thế là có ổn không? Tôi là tuyệt đối, tôi là kịch liệt phản đối cái việc là cứ tiếp tục. Đúng là phải hy vọng, nhưng chúng ta phải có cơ sở để hy vọng. Tại vì khi anh nói là người phụ nữ phải tự xem lại mình thì tôi lại đang sợ rằng đó chính là một cái điều, một cái bẫy mà chúng hai làm. Đó chính là không của là đi trách móc chính nạn nhân, và thậm chí nó còn có cả những cái lý thuyết người ta nghiên cứu về việc là tại sao con người lại có xu hướng kết tội chính những cái nạn nhân của bạo lực, ví dụ như những người phụ nữ bị hãm hiếp hay những em bé bị bạo hành. Vâng. Thì người ta bảo là đấy là tại vì cái cô ấy là tạo cơ sở, tạo tiền đề cho cái sự bạo lực đấy, tạo cơ hội chẳng hạn. Thì thực ra những cái nạn nhân đó họ không hề kiểm soát được những gì xảy ra với họ, nhưng chúng ta vẫn có một cái xu hướng như thế, xu hướng tâm lý rằng là kết tội chính nạn nhân, và đó là cái bẫy mà chúng ta cần phải tránh ra ngay. Nên là tôi phải làm rõ ngay cái ý của anh không phải là như vậy. Hoàn toàn là tôi khi mà xem tất cả và nghe những câu chuyện ấy là tôi cảm thấy rất bức xúc với cả cái người đang gây ra những cái hành động này, và muốn gì thì gì, nhưng mà tôi cũng có cái cảm giác là đây là cảm giác và cái quan niệm của tôi là phụ nữ cần được nâng đỡ và bảo vệ. Xin cảm ơn Xuân Bắc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những con số cho thấy là cái tình trạng bạo hành đang diễn ra tại Việt Nam và ở trên toàn cầu như thế nào. Chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Theo kết quả nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010 do Tổng cục Thống kê công bố, 34% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã bị bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục do chồng gây ra ít nhất một lần trong cuộc đời. 58% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị ít nhất một trong ba loại bạo lực trong cuộc đời, gồm bạo lực thể xác, bạo lực tình dục và bạo lực tinh thần. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp 3 lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng. Phụ nữ thường không nhận biết được điều đang xảy ra với họ về khía cạnh bạo lực. Còn theo số liệu của Bộ Công an, ở Việt Nam, cứ 2 đến 3 ngày thì có một người chết liên quan đến bạo lực gia đình. Trên thế giới, có 40 đến 70% những nạn nhân nữ bị giết bởi chính bạn tình. Trong số 10 quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới WHO thực hiện điều tra vào năm 2005, thì có hơn 50% số phụ nữ ở Bangladesh, Ethiopia, Peru, Tanzania là những đối tượng của bạo lực thể xác hoặc tình dục bởi bạn tình. Trong đó ở những vùng nông thôn của Ethiopia, con số này lên đến 71%. Trên khắp thế giới, ít nhất một trong ba phụ nữ đã bị đánh đập, cưỡng ép tình dục hoặc bị những lạm dụng khác trong cuộc đời của họ. Như vậy chúng ta thấy là cái nạn, cái bạo lực này nó đang phổ biến. Tôi cũng muốn các khách mời phân tích là những cái điều mà người ta sợ thì trong đó có những cái gì đó là thực sự là cái nỗi sợ có thật. Phần B ấy, cái phần B là sợ mất thể diện ấy. Và cái tự ái không chỉ đàn ông đâu mà phụ nữ mà nói chung con người mình nhiều ấy. Sợ mất thể diện. Mình rõ ràng thế này mà lại bị chồng đánh làm sao được. Chẳng hạn thế. Nỗi sợ đấy là có trong con người, nhưng mà nhiều lúc nó không đúng. Đúng là khi mà chúng ta ra đường chúng ta được tôn trọng. Khi ra đường mọi người nhìn nhận chúng ta là những người tốt, có cuộc sống hạnh phúc, thì rõ ràng là nó sẽ làm cho chúng ta không bị căng thẳng về thần kinh. Chúng ta sẽ có hiệu quả công việc tốt hơn. Nhưng cuối cùng thì nó sẽ cuối cùng thành một ra lúc thế là nào? Nó sẽ bung toilet ra và nó sẽ là gì? Có người sẽ bảo là giờ hơi 5 năm trời, 10 năm trời mà cứ để như thế, sao không nói một câu? Giữ làm gì? Có tốt đẹp gì đâu mà giữ. Thế thì cái việc mà cứ lo cho việc giữ thể diện là nhiều khi là sẽ không hợp lý. Và phần lớn từ những cái mối lo đấy mà những cái nạn nhân ấy, cố gắng chịu đựng. Co người vào cố gắng chịu đựng, thậm chí vừa bị đánh tím mặt vẫn đi đám cưới với bạn rồi quánh thật nhiều phấn vào đây cho nó đỡ tím. Chẳng hạn như thế thì tôi nghĩ rằng nạn nhân cần phải xem lại. Nỗi sợ thì có thật, nhưng cái gọi là thể diện đấy thì tôi cũng rất là muốn hỏi bạn Hương Hà, đó là chia sẻ là ví dụ bạn cũng đã từng có những nỗi sợ như vậy thì lúc đó là bạn muốn giữ cái hình ảnh gì? Trước cái quá trình xảy ra mâu thuẫn ấy thì thực sự là gia đình nhà Hà là một cái gia đình kiểu mẫu của cái khu đó. Vợ chồng nhà Hà là một cái cặp vợ chồng trẻ thành đạt, thì Hà cũng có một cái quan điểm là làm sao mà để cho nó giữ được cái hình ảnh của mình đẹp nhất. Xin cảm ơn bạn. Và với cái trường hợp một bạn khác, cái bạn mà đang ở nhà tạm lánh ấy, thì bạn ấy không hề là một người nổi tiếng, cũng không phải là một người thành đạt. Bạn ấy cũng có một cuộc sống nó rất là khiêm nhường với một cái cửa hàng nhỏ. Thế nhưng mà bạn ấy vẫn cũng muốn giữ thể diện. Thì trong trường hợp này thì là sao? Thể diện đây là cái thể diện gì? Thì vẫn cứ vì người khác thôi. Cũng vì con.
vì hy vọng ngày mai tươi sáng. Vì con. Vâng, vì con, vì người khác luôn. Cũng có thể là họ sợ mất tình cảm nữa. Tâm lý là không muốn động vào cái chàng rể, sợ chạm vào cái sự nhạy cảm trong con người, là sự tổn thương, là chó chui gầm chạn. Ôi giời, cứ gầm chạn mà cao to thoáng rồi chui như thường. Có làm sao đâu. Rất thoải mái. Báo cáo với chị là em cũng có nhiều năm trời. Em sống ở nhà vợ. Đấy là nơi ở của mình, nơi đó có vợ mình, có con mình, thậm chí là có những người thân yêu nữa, thì tại sao mình lại phải nghĩ cái việc chó chui gầm chạn nhỉ? Tôi rất là tâm đắc một cái hình ảnh một nhà tâm lý học người Pháp, thì ông có nói rằng là trong xã hội của chúng ta, đôi khi chúng ta đã đặt ra những cái hình mẫu, những cái sự kỳ vọng ở người phụ nữ, ví dụ như đức hy sinh, hay là sự gọi là những hình ảnh đẹp như là một người phụ nữ biết chăm lo, và đến mức cuối cùng chúng ta tạo ra những cái vỏ bọc ảo, hoặc là nó trở thành những cái thứ nó giam cầm những người phụ nữ trong những cái sự kỳ vọng ấy, những hình ảnh ấy, và cuối cùng người phụ nữ phải hy sinh cái cuộc đời của mình, hy sinh những cái quyền cơ bản của mình cho những cái thứ mà gọi là hình mẫu xã hội như vậy. Đó là điều mà tôi nghĩ là rất là đáng phải suy nghĩ và lo ngại. Còn một cái lý do nữa mà người phụ nữ trong cái câu chuyện ở nhà tạm lánh có nói rằng là đôi khi chị ta phải chịu đựng như thế là vì con. Anh có gặp nhiều trường hợp cứ nghĩ rằng là thôi tôi chịu thế này là vì con hay không? Nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một cái điều tra sau đây của chúng tôi và chúng ta xem là liệu khi người phụ nữ chấp nhận cái bạo lực và nghĩ rằng như thế là tốt cho con và vì con, thì điều này nó sẽ mang tới những cái hậu quả gì. Did you do anything right? Shut up! Don't tell me to shut up. I'll shut you up. You ain't going anywhere. I said let go. Let go. Don't tell me what to do. Give me that. No. Okay. Stop. Telling me what to do. Từ cái clip vừa rồi, chúng ta đang nhìn thấy trẻ em một cách vô thức đang bắt chước tất cả những gì người lớn làm. Nếu như chúng ta biết được điều này thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc điều gì? Tôi thấy không phải bạo lực đâu, mà bất kỳ cái gì người lớn làm cũng đều ảnh hưởng đến trẻ em cả. Có những việc chúng ta không dạy, nhưng trẻ nhìn thấy, đúng như là chúng ta trẻ nhìn thấy và trẻ làm theo. Đặc biệt là về bạo lực. Tuy nhiên thì đứa trẻ không có quyền được lựa chọn mẹ cha, đúng không ạ? Và không có quyền lựa chọn được là hành động của cha mẹ trong thời thơ ấu. Và em có một cái câu chuyện chia sẻ như này. Đầu tiên chia sẻ thì tôi phải xin phép bố mẹ tôi. Thì trong suy nghĩ của em cho đến bây giờ là bố mẹ em cũng có nhiều lần cãi cọ to tiếng, nhưng chưa bao giờ em nhìn thấy bố em nặng tay với mẹ em. Nhưng cãi nhau to thì có, to đùng, cãi nhau to. Thằng Long, thằng Dũng, thằng Mạnh, cái hàng bắt đầu ra, đứng hết ra đây, đứng làm gì, để bố mẹ đóng cửa buồng và hai cụ chu vào trong buồng và cãi nhau, không ai nhìn thấy gì cả. Tìm em lúc đấy thế nào? Không, lúc đấy đầu tiên là em sợ chứ, rồi ôi không biết là, rồi thì nhà em có cái then cửa cài ngang, lại không phải là cái then mà là con dao, thấp xuống, cứ thỉnh thoảng mà có việc gì lúc nào cao trào bố em cầm con dao đập toang phát xuống nền nhà. Thế ở ngoài các con lại ôi giời ơi bố ơi mẹ. Xong mẹ em lại ra mở cửa. Mẹ không sao con ạ. Lại đóng vào, cháu lại tranh luận tiếp. Lại choang phát nữa. Lại choang phát nữa. Nhưng mà xong rồi chú Út thì thế nào? Chú Út thì khóc chứ. Khóc này, gọi mẹ gọi cả bố nữa. Anh trai còn xui là bây giờ mày giả vờ mày bị đau bụng đi. Anh Dũng em là một cái anh, tức là anh thứ hai là anh lì nhất, đóng cửa. Bố ơi mẹ ơi đừng cãi nhau nữa. Bố ơi em bắt em bị đau bụng, mặt nó tái mét như kìa, nó nằm thở kìa. Hai mẹ bố mẹ lại chạy ra. Đâu? Như nào? Nằm quay vào trong. Con đau bụng. Đau thế nào? Con không biết, con đau bụng. Bảo thế bây giờ thế nào? Không cãi nhau thì hết đau bụng. Thế là lộ luôn. Thế là lúc đấy thì tức là chỉ cần dứt được cái cơn ấy, dứt được cái cơn mà hai cụ đang căng thẳng với nhau. Nhưng không phải một lần. Đây là cái điều em đang nói, đây không phải một lần. Nhưng tất cả những cái hành động, những ngôn ngữ, những cử chỉ mà em đã được chứng kiến, nó em nghĩ là ở một cấp độ mà tất cả chúng ta đều nhận thức được, và nếu tỉnh táo thì phân tích theo hướng tích cực. Tuy nhiên là em đã được rất là che chắn cẩn thận, là không bị nhìn thấy này, rồi các cụ vẫn nói rằng mẹ không sao, rồi vẫn chạy ra, vẫn cố gắng để giữ được một cái sự gọi là rào chắn an toàn về tâm lý. Tuy nhiên
Bên cạnh đấy thì rõ ràng là hình như cảm xúc tiêu cực nó còn lan truyền trong không gian, và những đứa trẻ rất nhạy cảm, nó vẫn cảm nhận điều đấy. Có nhạy cảm hay không thì em không biết, nhưng chưa bao giờ em có tư tưởng về bạo lực. Tức là chúng ta đừng có lý thuyết sáo rỗng là luôn phải kìm chế, luôn phải nhịn nhục, không bày tỏ, không cãi nhau, không to tiếng, không đánh nhau. Em cho rằng đấy là một sự không thể, không có. Thế nhưng trong những trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Điều đấy là điều em cho rằng là rất quan trọng. Câu hỏi với chúng ta là thế nào là thương cho nó đúng? Vâng, thì rất là đúng. Nhiều những phụ nữ khi chịu đựng bạo lực gia đình thì nghĩ rằng là vì thương con cho nên là sẽ cam chịu sống gọi là trọn kiếp với cái người đàn ông đầy thú tính kia để đảm bảo cho con một tương lai là có bố. Nếu như mà bây giờ cô ấy sẽ từ bỏ và giải thoát thì cô ấy sẽ nghĩ rằng là ô con mình nó sẽ phải chịu những cái gọi là thiệt thòi, ví dụ như là bạn bè sẽ chế giễu, do sợ những cái điều đấy cho nên là cô ấy đã quyết định là không giải thoát. Vậy thì như thế nào mới thực sự là thương? Nghiên cứu đã chỉ rõ rằng là một người phụ nữ mà bị bạo lực gia đình ý, thì mẹ đẻ của họ có khả năng đã trong quá khứ đã phải chịu bạo lực gia đình bởi chồng, tức là bố của cái người phụ nữ đấy, hai lần. Thế còn cái người mẹ chồng và người chồng của họ ấy, lúc khi còn nhỏ đã phải trải nghiệm hoặc là chứng kiến những cảnh mẹ bị bạo lực 3 lần. Những người đàn ông khi họ lớn lên ấy, trong một cái môi trường bị bạo lực ấy, thì cái khả năng khi họ trưởng thành họ bạo lực vợ con là cực kỳ lớn. Vâng. Đấy. Hoặc là nếu đó là một bé gái thì cái khả năng trong tương lai bé lại trở chịu thành nhịn. Một nạn nhân của bạo lực lại chịu rất nhịn. Là lớn. Bởi vì coi như điều đấy là bình thường. Vâng. Đấy người ta gọi là bình thường hóa cái vấn đề bạo lực gia đình trong xã hội. Như vậy là đôi khi những người phụ nữ duy trì cái cuộc sống bạo lực, chịu đựng cái sự bạo lực vì nghĩ là thương con, nhưng đôi khi đó lại không phải là không thương đúng. Mà để lại ảnh hưởng tương lai rất là sâu sắc. Tôi nhớ có một người bạn của tôi khi mà kể rằng là bố và mẹ không yêu nhau nhưng vẫn phải cam chịu sống với nhau, và bà mẹ thì kể công với cô con gái là đấy, tao đã phải hy sinh cả đời ra cho mày, tao phải sống với ông ấy là chỉ vì là muốn là mày có bố thôi. Thì cô ấy nói rằng là mẹ hãy sống cho mẹ đi, đừng sống cho con. Thà rằng là mẹ đã sống một cuộc đời hạnh phúc còn hơn là bây giờ những cái lời của trách của mẹ nó là một gánh nặng cho suốt cuộc đời của con. Vì con không thể chịu nổi cái gánh nặng là vì con mà mẹ đã phải chịu đựng như vậy. Thì đó là một cái chia sẻ rất là có thật của đứa con. Và tại sao chúng ta không cùng thử nghe những người trong cuộc để xem là thực sự là họ có thể giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là bạo lực gia đình. Trước mắt quý vị đang là một cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ. Bạn Hương Hà sinh năm 1982 là một người đã từng sống trong cảnh bạo lực gia đình. Tuy nhiên thì bạn đã tự giải thoát mình. Trước mặt Hà là một bạn gái trẻ sinh năm 1986, và bạn gái này đang phải tạm lánh trong ngôi nhà bình yên, và bạn cũng đang đứng trước ngã ba đường. Đi hay ở, làm gì đây? Xin được hỏi em là khi mà nghĩ đến một cái kịch bản là sẽ có một cuộc sống mới và thoát khỏi bạo lực thì em có điều gì băn khoăn hay là lo sợ hay không? Đó là cái điều tiếng dư luận người ta nhìn vào sự việc. Nỗi sợ tiếp theo đó là liệu một mình với một cái sức khỏe mà sau khi ở với anh ấy 5 năm nó tiêu tụy như thế này, liệu mình có sức khỏe. Chứ mong muốn nhất đó là cái sức khỏe. Mình khỏe thì mình mới có thể nuôi sống được hai con mình. Cần nặng bao nhiêu cân nhỉ? Bây giờ thì có lẽ là chỉ còn có 34-35 cân. Em có muốn hỏi chị Hương Hà câu gì không? Vâng, em muốn hỏi là trước khi, sau khi mà chị đã quyết định đưa đến cái quyết định thì chị nghĩ như thế tốt cho con chị, và chị vượt lên bằng cách nào ạ? Đầu tiên thì chị khuyên em là em hãy thực sự là em phải chăm sóc lại chính bản thân mình. Nếu mình không lo cho chính bản thân mình thì sẽ chả ai lo cho mình cả. Cũng như là tất cả các dư luận, mình không sống với dư luận được. Dư luận cũng không thể làm mình giàu, cũng không thể là mang lại miếng cơm manh áo cho mình hàng ngày. Em có một nỗi lo sợ là, ví dụ sợ rằng là nếu như mà con mình không có bố thì cũng có bị ảnh hưởng về mặt tâm lý hay là về mặt tính cách không? Dạ có ạ. Thế là biểu hiện của không có bố thì nó cũng sẽ, em nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Giống như câu người ta nói là con không cha như nhà không lóc. Chị nghĩ là thà con mình không có bố nhưng được nuôi dạy tốt và sống trong một môi trường tốt còn hơn là có một người bố không ra gì và sẽ là một cái tấm gương xấu cho con mình mai sau. Bởi vì con chị cũng là con trai, biết đâu mai sau nó nhìn tấm gương của bố nó như vậy thì
con trai chị cũng lại đi lại cái vết xe lầy của bố, là cũng bạo hành với cả vợ của con trai chị thì sao? Vâng. Bây giờ em đang hình dung tương lai trước mắt của em định làm gì? Nói với em một câu là không tài, không sắc, không sức khỏe, không làm được gì bản thân mình thì tại sao làm sao nuôi được hai đứa con? Khi chị bước chân ra khỏi gia đình nhà chồng thì mọi người cũng có nói với chị như thế này. Mày xấu như thế, mày lại dốt như thế, mày không công ăn việc làm thế này thế kia thì mày sẽ nuôi dạy hai đứa con của mày như thế nào? Nhưng và đến bây giờ thì chị đã chứng minh được cho mọi người thấy đó là tất cả là do chính bản thân mình hết. Em muốn cuộc sống của em tươi đẹp hay không thì do chính bản thân em. Xin cảm ơn Hà và hy vọng rằng câu chuyện của Hà đã mang lại cho bạn thêm một cái hình dung về một tương lai, một cái hình dung mà bạn có thể là cũng chưa thử nhưng bạn sẽ thử trong tương lai, đúng không? Và xin chúc bạn có được hạnh phúc của một cuộc sống đúng với những cái gì bạn mong ước. Có những cách nào để kết nối với chúng tôi? Bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ youtube.com/chuyendươngthời. Bạn cũng có thể tương tác trực tuyến tại trang Facebook của chúng tôi, hoặc đơn giản bạn có thể gửi ý kiến phản hồi vào hộp thư chuyendươngthời@vtv.vn. Và đừng quên đón xem chương trình Chuyện Đương Thời vào 22:30 tối thứ sáu cách tuần trên VTV1. Chúng ta theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền Việt Nam đang phát sóng trên kênh VTV1. Chủ đề ngày hôm nay là bạo lực gia đình. Ban đầu Xuân Bắc nói là đôi khi lại phải mở mắt cho chính những người mà đang sử dụng vũ lực trong gia đình mà đúng, lại không ý thức được cái điều cần thì chúng ta mở mắt cho họ bằng cách nào? Nhận lời mời của Hội Phụ Nữ tỉnh Quảng Ninh và tôi có làm một vở kịch. Cái câu chuyện nó bắt đầu là trong một tiếng nhạc rất rộn rã và anh chồng thì đang ăn uống. Tự Long đóng vai ông chồng thì gắp miếng dồi chó lên đưa trước mặt vợ. Để vợ và em không hiểu gì, vợ cứ chạy ra mà đập bàn huýt phát. Cô không hiểu gì lại bảo lại đây, dạ bốp, không hiểu gì là phải đánh. Cái này là phải chấm mắm tôm nhá, mà lại nước mắm nó không được rồi, hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi, bốp. Tức là cái gì cũng có thể đánh. Thì sau đó xuất hiện một người đẹp dai, đấy là em bước vào. Thì xong mới bảo ôi anh sướng thế, chuyện ở nhà anh đi làm suốt cả ngày về rồi thì vợ con nó phải chăm sóc anh là đúng rồi. Chú ngồi đây uống chén rượu. Và thôi em không uống. Uống đi. Dạ thôi em không uống. Sao chị đi đâu mà vất vả? Vợ. Vợ chạy lên. Dạ vì chú Bắc chú ấy nhìn thấy cô vất vả mà chú không uống rượu. Bốp. Thế sau đó là gì? Sau đó em bảo được rồi thì thôi em uống. Một chén, hai chén, ba chén, bắt đầu có men. Anh Long ơi, thì anh sao anh rót cho em rượu em uống hết rồi anh không mời em. Để chú bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng thế. Sao anh là chủ mà anh lại không rót rượu cho em, buồn cười. Sao chú vô lý, chú đánh anh này vô lý này. Ôi giời ơi, vợ ơi, chú Bắc chú đánh anh mà. Đàn ông bị đánh mà lại gọi vợ hèn, bốp. Đấy là gọi cho lên bờ xuống ruộng. Xong đến lúc cao trào, em cầm cả chai rượu. Em bảo là hôm nay là đòn quyết định này, giơ lên. Định đập. Thì cô vợ cô quỳ xuống cô xin. Cô bảo là chú Bắc ơi, chị xin chú đừng đánh anh như thế. Chú đánh anh ấy ngã mà chị thấy đau lòng đây này. Và tại sao anh ấy đánh chị như vậy, anh ấy hành hạ chị trong suốt bao nhiêu năm nay chị không nói mà em nghe được, đến đây em mới làm cái việc này mà chị không nói. Mà không, thỉnh thoảng anh ấy đánh chị thật đau thật, tím thật, nhưng mà ngoài những lúc say rượu thì anh ấy là người chồng tốt. Hôm qua anh còn quét nhà cho chị cơ mà. Hôm đấy lại nghĩ đến ngày mai tươi sáng. Mà không được, kể cả không, là quét ngày nhà, mai tươi sáng và quá khứ tốt đẹp. Đấy quá khứ tốt đẹp thì lại hy vọng hết say rượu thì anh ấy lại tự rửa bát cho mà. Thế sau đó thì em mới bảo không, cái chai rượu này em phải đập vào đầu anh để cho anh có vết sẹo, hoặc là anh đi cấp cứu luôn đi cho nó tiện nhá. Em gạt chị vợ ra thì em dơ lên như này thì Long lại ngửa lên, chú đập anh. Anh đánh vợ anh như thế mà trong đến lúc nguy nan, trong đến hoàn cảnh như này, vợ anh vẫn còn xin cho anh. Thì thực sự anh cảm thấy anh quá hối hận. Đến khi mà nhân vật người chồng nhận thấy rõ là cái sự bị đánh vô lý của mình và bức xúc như thế nào, không dám bật làm sao, thì tự nhận ra cái hành vi của mình là không đúng. Và bên cạnh đó là có cái sự tác động. Đấy chính là cái hay chị ạ.
qua cái câu chuyện đấy thì ở dưới cũng có lúc cười, cũng có lúc cao trào, cũng có lúc lắng đọng. Nhưng rồi hơn bao giờ hết, em nghĩ rằng là như thế này này. Cái người gây ra hành vi bạo lực, người ta phải ý thức được cái việc đấy. Và cái người gây ra hành vi bạo lực, người ta phải mong muốn cuộc sống tốt đẹp, nhưng phải chiều hướng tích cực bằng những hành động tích cực. Và anh ấy phải trả giá. Anh ấy phải trả giá. Và anh ấy trả giá thì một ai đó phải trả giá. Và cái trả giá đấy không chỉ là một mình anh ấy biết, mà hãy để cho nhiều người khác biết, để thấy được rằng là mỗi cái hành động của mình, mỗi cái hành vi của mình phải được cân nhắc rất rõ ràng. Một câu chuyện tuy là có hơi cường điệu hơn thực tế một chút, tuy nhiên nó cũng làm cái hướng mở rất là hay, đó là chúng ta cũng phải làm thế nào để cho những người đàn ông họ nhận ra rằng là duy trì một xã hội hoặc là một gia đình không có bạo lực tốt cho chính họ. Thế nhưng mà chắc chắn là bên cạnh sự tác động của môi trường, của những người xung quanh, rồi cả hệ thống pháp luật xã hội của chúng ta, thì suy cho cùng chắc là cái người có vai trò quan trọng nhất để giải quyết vấn đề này vẫn chính là tự thân chị em. Cái vấn đề tự thân của phụ nữ là sẽ là cái nhân tố đầu tiên để có thể góp tay chấm dứt bạo lực gia đình. Thì tôi nghĩ rằng cái qua các câu chuyện cũng như các phần bình luận chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy được rằng chúng ta hãy đừng xấu chàng vì hổ ai. Cảm ơn chị, rất là ngắn gọn. Còn cá nhân tôi thì tôi có một lời khuyên nho nhỏ, đó là tất cả mọi người hãy có những cái quan niệm đúng đắn về cuộc sống và biết đấu tranh cho những điều tốt đẹp. Em phân tích một tí rồi chị ấy. Tức là quan niệm đúng đắn là gì? Bạn biết bạn sống cần cái gì? Đôi khi vì những đứa con, đôi khi vì hàng xóm. Nhưng bạn phải nghĩ thật kỹ để xem bạn cần cái gì nhất. Và bạn phải biết đấu tranh cho những điều tốt đẹp. Đó là những ai đó đang cản trở những điều bạn cho là tốt đẹp đó, thì bạn phải biết đấu tranh. Hãy tìm hiểu. Và tôi nghĩ rằng là những người đang bị bạo hành luôn luôn có một cái quyền, quyền được sống và quyền được bảo vệ, cho nên các bạn hãy áp dụng triệt để cái quyền đấy để cho cuộc sống của các bạn. Đúng là một lời nhắn gửi của đại sứ thiện chí UNICEF. Rất cảm ơn nghệ sĩ Xuân Bắc, và đó cũng chính là thông điệp của ngày hôm nay. Hãy sống một cách có trách nhiệm với chính cuộc sống của bản thân mình và hãy hành động. Vâng, chúng tôi xin chúc quý vị các bạn có những giải pháp thật là tốt đẹp cho cuộc sống của mình, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình Chuyện Đương Thời lần sau. Và mọi chia sẻ gửi tới chúng tôi qua Facebook của chương trình Chuyện Đương Thời. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình Chuyện Đương Thời lần sau.